Thưa quý vị, xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong lộ trình phát triển. Trong những năm qua, cùng với cả nước, ngành y tế huyện Văn Yên đã đẩy mạnh việc ứng dụng và tiếp cận các công nghệ số trong công tác quản lý khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người bệnh. Là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, nên mọi hình ảnh chụp X-quang, CT scanner hoặc siêu âm đều được gửi lên phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh của trung tâm, giúp các bác sĩ đưa ra kết luận nhanh, chính xác trong chẩn đoán và điều trị. Cùng với đó, hệ thống khám chữa bệnh từ xa đi vào hoạt động đã giúp trung tâm y tế tham gia các buổi tư vấn hội chẩn do các bệnh viện tuyến đầu như Việt Đức, Bạch Mai tổ chức hàng tuần. Từ đó xử lý kịp thời các ca bệnh khó, các tình huống bệnh nguy hiểm nhằm giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Chúng tôi đang triển khai và sử dụng rất có hiệu quả cái phần mềm quản lý bệnh viện OneMed. Tiến tới là chúng tôi có thể triển khai thêm chữ ký điện tử và bệnh án điện tử trong thời gian tới. Đối với quản lý sức khỏe của cán bộ thì chúng tôi đang triển khai cái phần mềm quản lý sức khỏe điện tử cho cán bộ. Và Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cũng là một trong 7 đơn vị trong cả nước đang thụ hưởng cái đề án y học từ xa của Bệnh viện Việt Đức. Thì chúng tôi cũng có những ca tham gia hội chẩn, dự tính hội chẩn và tham gia đào tạo từ xa do Bệnh viện Việt Đức chủ trì. Với mục tiêu mọi người dân đều được quản lý, tư vấn, khám chữa bệnh, mới đây Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã phối hợp với Viettel Yên Bái lắp đặt hệ thống khám chữa bệnh từ xa tại trạm y tế xã Đông Cuông. Theo đó, dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, người dân sẽ được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng và được các bác sĩ tuyến trên trực tiếp thăm khám ngay tại trạm y tế xã, thay vì phải đến trực tiếp như trước kia. Cán bộ y tế xã Đông Cuông cũng được hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ bệnh viện tuyến cuối dựa trên nền tảng này. Được biết Đông Cuông là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai lắp đặt hệ thống này. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng đã có rất nhiều người dân trên địa bàn xã Đông Cuông đến đăng ký khám bệnh. Qua đó, không chỉ góp phần phòng chống dịch COVID-19, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vì điều kiện là tôi khó khăn, gia đình thì neo đơn, thì khó khăn không đi được, ở xã này cũng có thầy có thuốc chữa cho thế này, tôi cũng quá yên tâm mà không phải đi đâu xa nữa. Từ những buổi hội chẩn khám chữa bệnh từ xa, trạm y tế Đông Cuông đã được nghe những ý kiến thảo luận, đóng góp của hội đồng chuyên môn các cấp để xử lý các ca bệnh khó, phức tạp, tạo cho bệnh nhân có cơ hội tiếp cận với phương pháp điều trị tốt nhất. Đồng thời tạo điều kiện cho y bác sĩ của trạm có thêm cơ hội học tập, cập nhật phương pháp mới trong điều trị, phẫu thuật, giúp cho y tế cơ sở có những xử trí đánh giá ban đầu tốt hơn. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động khám chữa bệnh từ xa, luôn duy trì được thông tin hai chiều với các cấp, sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật từ tuyến trung ương, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đối với hệ thống khám chữa bệnh từ xa tiếp theo của trạm y tế xã Đông Cuông thì được sự chỉ đạo của Trung tâm Y tế huyện cũng như Ủy ban huyện đã giúp đỡ trạm y tế xã Đông Cuông thực hiện cái công tác làm khám chữa bệnh từ xa. Đấy thì trong cái thời gian hoạt động, tuy rằng thời gian mới nhưng mà hoạt động rất là có hiệu quả. Cái thứ nhất là đối với cán bộ y tế thì được nâng cao cái trình độ về chuyên môn, hiểu biết cái trình độ chuyên môn mới để thực hiện điều trị cho bệnh nhân. Cái thứ hai nữa là đối với người bệnh thì giảm bớt được cái thời gian chi phí đi lại, đi tuyến trên. Cái thứ hai nữa là nắm biết được các cái bệnh mà điều trị tại nhà cũng như là đối với ở tại trạm y tế. Ứng dụng công nghệ thông tin, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên còn sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý khám chữa bệnh. Việc làm này mang lại sự tiện ích trong lưu trữ thông tin về bệnh nhân, dễ dàng trao đổi thông tin của người bệnh giữa các khoa phòng tại bệnh viện, giúp giảm các thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã khám và điều trị cho trên 52.000 lượt người, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 90%. Ứng dụng cái công nghệ số trong các hoạt động về y tế và đặc biệt là trong công tác khám chữa bệnh thì cũng đã giúp cho cán bộ y tế thứ nhất là giảm tải được cái thời gian lao động, thứ hai là cũng tiết kiệm được các cái vấn đề về in các cái phim hoặc là các cái kết quả, hoặc là để mà cũng nắm được cái các bác sĩ điều trị cũng đã khẩn trương biết được sớm cái kết quả của người bệnh, để mà qua đó thì sẽ có được cái thái độ và xử trí sớm để mà có cái phương pháp điều trị nó kịp thời. Nỗ lực trong công tác chuyển đổi số đã giúp ngành y tế huyện Văn Yên tiết kiệm thời gian, nhân lực, nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc, rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm các thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người bệnh,
góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội địa phương.